quá trời. Ngập xong rồi rất là nguy hiểm. Đây là một cái đoạn đường cách mạng 8 mổ gà và đoạn công này rất là nguy hiểm các bạn, dễ gây tai nạn. Các bạn đi đến đây chú ý nha. Đây cũng vậy nè các bạn, cần chú ý sau cơn mưa là có những cái đoạn đường đã xảy ra những cái đoạn sụt lún rồi cát bơi ra đường cho xe tải chạy để cát bơi ra hết rồi làm cho đường xá rất là nhiều cát, cộng với mưa nước làm cho cát trôi ra giữa đường rất là nguy hiểm, đây có thể gây tai nạn giao thông. Đoạn đường cách mạng 8 các bạn, đây là một đoạn đường cách mạng 8 mà đau khổ nhất, ngập lúng, ngập nhiều nhất, thấy không, tới bây giờ vẫn còn à. Bây giờ đoạn đường này là đoạn đường đau buồn nhất của Trung Quốc, không thoát nước, không có thoát được, mưa xuống một cái là nó gây ngập lụt, xe đi rất là khó khăn. Mưa xuống nữa, đây nguy hiểm cho giao thông.
đau khổ nhất nè. Rồi chắc cô không dám qua đâu các bạn ơi, chết xe máy luôn. Giờ dứt mưa rồi vẫn ngập luôn các bạn. À, người ta đi được thì mình cũng đi được. Mình đi luôn. Chơi luôn. Được rồi các bạn. Không được rồi, không được rồi. Không được rồi, quẹo lại. Chết máy không các bạn. Đó, rất dễ chết máy. Okay. Quay cho bạn thêm một đoạn nữa ở hẻm ngay trên đường Dương Đông Cửa Cạn. Nước thì trên núi đổ xuống các bạn ơi. Quá là nguy hiểm. Kinh hoàng không? Phú Quốc ngập là thấy kinh hoàng. Như là Sài Gòn. Lũ lụt Phú Quốc. Các bạn thấy đây là một hậu quả của việc làm cống thoát nước ngăn cái chỗ dòng suối chảy. Sợ cơn mưa nước chảy dữ dội nó đang làm đổ vỡ. Các bạn thấy từ xa cái cống này. Kỹ thuật làm cống sợ cơn mưa đã làm đổ vỡ. Quá nguy hiểm các bạn ơi.